Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy Maruyama R. Ký hiệu của nó là JHC26. Nó sở hữu một cái nòng xi len là 34 ly nha các bạn. 26cc. 26 phân khối đó các bạn. Cái này chụp giật trợ lực nha các bạn. Chụp giật trợ lực. Nắp xăng kính. Chụp giật trợ lực nắp xăng kính. Nó có lỗ hơi riêng các bạn. Chụp giật trợ lực nắp xăng kính. Đây là cái e của nó, bô e của nó để e filter lọc không khí đó các bạn, lọc không khí e filter. Ở đây nó có mét đóng made in xe băng nè các bạn, có made in xe băng, không thấy gõ nói các bạn, made in xe băng, made in xe băng đóng trong lốc luôn các bạn. Máy này là hàng bãi Nhật đã qua sử dụng rồi các bạn, mà với tình trạng nó còn rất là mới luôn. Nó chạy chế quạt khí tự động nha các bạn, chạy chế quạt khí tự động. Mình có nhiều lần mình đã giới thiệu về cái cách tinh chỉnh cái chế quạt khí tự động này rất là dễ các bạn. Mình tìm một cái điểm nào đó cho thích hợp rồi cái máy mình thì nó chạy nó vừa ít ăn xăng mà nó vừa bốc, nó vừa ngon mạnh, thì mình đã tìm đúng máy rất là đẹp các bạn, không một tì vít nào hết nha các bạn. Đây cái máy này đặc biệt là nó tay cầm gọn nha, tay ga giữ, tay cầm gọn. Nó thiết kế cái máy này nó rất là thích hợp cho những cái miếng vườn nào mới trồng cây nha các bạn, mới trồng cây hoặc là trồng cây rất là rậm rạp. Cái máy này là khi mình thao tác cắt cỏ của mình á, nó được ưu điểm một cái là với mọi tư thế nó đều làm việc tốt, kể cả ngồi luôn các bạn, ngồi các bạn chém cũng được, chém cỏ cũng được, đứng khum lưng cũng được, giơ lên cao rất là thuận lợi các bạn, đưa lên cao rất là thuận lợi luôn. Đây tay ga đây rất là nhẹ nhàng các bạn, nhẹ lắm. Công tắc đây, đặc biệt là mấy cái dòng này nè, cái cộng dây ga nó rất là ít hư nha các bạn, tại do cái cộng dây ga này á, nó hư á, là do nó rít là nó hư, mình lên không được, xuống không được là nó hư cái cộng dây ga. Nhưng mà cộng dây ga này chiều dài nó còn có ngắn, rất ngắn, do đó cái cơ hội hư nó sẽ chậm hơn cái loại dây ga dài nha các bạn. Dây ga cục, dây ga ngắn này nè, nó thuận lợi, ít hư dây ga các bạn. JHC26 nguyên bản nó luôn các bạn. Các bạn nhìn xem nè, cắt cỏ của nó mới tinh luôn, nguyên bản đó các bạn. Cùi nè, cùi có nấm bơm mỡ nè. Nếu mà mình không có đồ bơm mỡ thì mình tháo hết này ra, mình lấy ống chích mình bơm vô các bạn, tháo hết nguyên đây thì nó ra hết. Còn nếu ai mà có đồ bơm mỡ thì gắn vô đây bơm. Cái này nó có chống dính cỏ nha các bạn. Này chống dính cỏ này. Cái chụp này chống dính cỏ. Và chống mài mòn. Ở dưới nó có một cái núm để nó chống mài mòn con ốc của mình nữa các bạn, để cho mình dễ tháo.
Cái này gài gài cố định để mình tháo lưỡi là gài bên hông nha các bạn, gài đây. Có những dòng nó gài trên này gài xuống, có những dòng nó gài bên hông này. Nó có lỗ đâu thì mình gài đó. Rất là đẹp, cùi rất là đẹp. Trắng cỏ cũng đẹp. Nói chung này rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Tay cầm cò, tay ga giữ này mình có thể là làm cho nó dẫn này ra, chỉnh này ra nha, chỉnh ga này cho nó mềm thì mình thao tác rất là nhẹ nhàng các bạn. Mà rất là đẹp, màu đen rất là mạnh mẽ luôn, giật giật trợ lực luôn. Rồi để mình khởi động thử cho các bạn xem nha. Máy rất nhạy, chạy rất là bọc luôn. Đầu tiên cũng như các máy thông thường thì mình bơm xăng nha, bơm xăng đóng e. Cái này để mình dịch đại thử ra chạy không nha, lên ra một chút cũng dễ chạy chạy ha. Rất nhẹ các bạn, rất nhẹ. Rất là nhạy nổ, chạy rất là bốc các bạn xem nè, tin nha. Rồi cái video mình test cái máy cắt cỏ Maru Yanma đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.